Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố ven biển về việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn trên Biển Đông. Các địa phương tiếp tục động viên ngư dân bám biển, sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn ngư dân tổ chức thành đoàn, đội khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định thông báo tạm ngừng đánh cá của Trung Quốc đơn phương áp đặt trên Biển Đông, bao gồm vùng biển của Việt Nam, là vi phạm chủ quyền, không có giá trị và đề nghị các địa phương động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường, hướng dẫn ngư dân tổ chức thành đoàn, đội khi đi đánh bắt để hỗ trợ nhau trên biển, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng về tình hình vi phạm của các tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường giám sát hoạt động khai thác thủy sản của các tàu cá trên vùng biển thông qua hệ thống giám sát tàu cá, có biện pháp cảnh báo cho các tàu cá khi cần thiết, đặc biệt quản lý chặt chẽ việc xuất, cập bến của tàu cá hoạt động trong thời gian này. Khi có các vụ việc đột xuất phát sinh trên biển, các địa phương thông báo ngay về đường dây nóng của Cục Kiểm ngư qua số điện thoại 024 6273 7323.